Hello, xin chào các bạn. Tại vì mình sợ các bạn bị bôi trình độ tiếng Anh của mình nên mình không đọc tên cây hồng này nữa các bạn ơi. Nói với cây Kenlock thì mình thích cây này hơn nhiều nhé. Cây Kenlock cành mềm, cánh mỏng và hoa bị gục cỏ. Còn cây này thì không bao giờ bị gục cỏ luôn các bạn ạ. Quanh năm bốn mùa đều to và đều nhiều cánh nhé. Đây để mình cho các bạn xem. Đây, một cái cây nó rất rất là bé thế này thôi ạ. À, ôi tộc quả là quả thôi, không nhìn nổi cây nữa rồi. Đây các bạn ơi, đây các bạn nhìn thấy không, cái cây nó rất rất là bé thôi, chỉ có hai nhánh và bông hoa nó thế này này ạ. Cái bông hoa này chưa phải là to đâu các bạn ơi, bông hoa này chưa phải là to đâu nhé. Cái loại là được chăm bón tử tế, cái hoa đường kính của nó có thể đạt lên đến 15-17 phân đấy các bạn, 15-17 cm ấy. Còn mình không biết vì sao nó không nổi lên thành một hiện tượng như cái lốc thì mình không biết. Nhưng mà cái loại này thì mình đã trồng được khoảng độ 10 năm rồi, hơn 10 năm nay rồi. Và năm nào mình cũng ghép bán luôn ạ. Năm nào mình cũng ghép bán cái cây này luôn đấy các bạn. Mà 10 năm nay rồi người ta vẫn thích. Để mình ngửi xem, mình không nhớ mùi thơm của nó đâu. À, cũng có mùi thơm giống như kiểu dạng cây hồng đỏ Pháp cắt cành bán ngoài chợ đấy các bạn. Đấy các bạn này, có một bông hoa thôi. Để mình giới thiệu cho các bạn một trong những cái giống hồng rất rất đáng trồng. Chỉ sợ là các bạn không trồng thôi chứ trồng thì chắc chắn là thích. Đấy các bạn nhé, cành nhánh khỏe nhá, cành nhánh khỏe, hoa to nhá. Nhưng mà chỉ có một cái nhược điểm là nó rất rất nhiều gai các bạn ạ. Nhiều gai lắm luôn ấy. Đây các bạn này, đói ăn mà vẫn to như thế đấy các bạn ạ. Ai thích hồng đỏ thì hãy về fan của em này. Bản thân nó thì mình chắc chắn là so với lại Jenny Kellogg thì cái thằng kia không ăn lại được nó đâu các bạn ơi. Mình có thể khẳng định như thế luôn ấy ạ. Nhưng mà mỗi thằng thì có một vẻ đẹp khác nhau. Vì thằng này nó cũng giống như Kellogg, là có một cái nhược điểm là lạnh thì màu nó chuyển sang hơi đen đấy các bạn. Hôm nay là thời tiết hơi nắng một chút nên là nó được như thế này, còn nếu mà ấy thì nó sẽ chuyển sang hơi đen. Nhưng mà nó so với Zephyrlix thì Zephyrlix nó đen hơn các bạn nhé. Còn thằng này nó chịu được rét tốt hơn, cái cánh hoa nó chịu rét tốt hơn, chịu nắng tốt hơn nữa. Nói chung quanh năm suốt tháng mình đều thấy nó to đấy. Còn dĩ nhiên là nó không có cái kiểu mà to vượt bậc đều đặn như là Jenny Kenlock, nó không sai hoa bằng. Mỗi thằng nó có một cái ưu nhược điểm riêng, nhưng mà riêng với thằng này thì hoa của nó là đảm bảo quanh năm bốn mùa đều to và là một cây khỏe nhé các bạn nhé. Nhưng mà nhược điểm duy nhất của nó chỉ là nó quá nhiều gai thôi các bạn ạ. Còn cái thằng này thì nó cũng khá là ít bị khô cành ấy các bạn. Đây các bạn nhìn này, cái cành nó rất là cũ rồi nó mới khô này. Đây, các bạn nhìn thấy không, cái cành từ ngày ghép này rất là cũ rồi nó mới khô này. Đây. Còn hoa thì không được sai cho lắm nhé, nhưng mà hoa đẹp quan trọng nhất là không bị gục cỏ đấy các bạn ạ. Đây các bạn này, so với lại bông Pianavan này, hồng cắt cành của Đà Lạt đây các bạn này. Các bạn nhìn thấy không, bông Pianavan cùng sai cây cùng kích cỡ thì hoa nó như thế nào. Nó rất là nhỏ, so không lại được đấy các bạn. Và cái bông này cũng là một trong những cái bông hồng khổng lồ trong dòng hồng cắt cành Đà Lạt của chúng ta. Đấy, mình chỉ giới thiệu cho các bạn thế thôi. Chào các bạn nhé.